Hãng tin US News and World Report nổi tiếng xưa nay trên thế giới về các bản báo cáo nhắm vào mạng đời sống xã hội của người dân trên toàn thế giới. Hàng năm thường đưa ra các bảng xếp hạng nhằm giúp cho người dân tìm hiểu về quốc gia của họ đang sinh sống. Qua đó, chính phủ có cái nhìn tổng thể hơn về các chính sách dân sinh hoặc cải thiện hoặc chỉnh đốn lại sao cho tốt hơn với năm ngoái. Bảng xếp hạng quốc gia đáng sống nhất trên thế giới của US News and World Report dựa vào nhiều yếu tố, trong đó bao gồm phẩm chất đời sống, khả năng kinh doanh, mục tiêu xã hội, bao gồm quyền tự do của người dân, tầm ảnh hưởng của văn hóa, du lịch, di sản quốc gia, quyền lực của chính phủ, bao gồm tầm ảnh hưởng của chính phủ lên các quốc gia khác. Trong bảng xếp hạng năm 2021, Canada lần đầu tiên trong lịch sử nhảy lên đầu bảng hơn cả Nhật Đức và Hoa Kỳ là nơi đáng sống nhất trên thế giới này. Theo bảng xếp hạng, Canada đứng nhất bao gồm luôn phẩm chất của đời sống người dân và mục tiêu xã hội, hai yếu tố quan trọng trong bảng xếp hạng. Để thực hiện bảng xếp hạng này, hãng tin US News and World Report đã phải đặt câu hỏi cho người dân trên khắp năm châu nhằm tìm hiểu về quan điểm của họ đối với đất nước họ đang sinh sống. Sau đó, so sánh với sự phát triển về mặt xã hội, kinh tế, đời sống, bao gồm quyền lực của chính phủ để đo lường thứ hạng của mỗi quốc gia. Trong cuộc nghiên cứu năm 2020 và 2021, US News tìm thấy đặc biệt người phụ nữ hiện đang được xem là thành phần quan trọng để lãnh đạo, không những về mặt chính trị mà còn về kinh tế, xã hội. Điểm đáng chú ý trong cuộc nghiên cứu, sự uyển chuyển và nhạy bén của một quốc gia được xem là yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến người dân trong nước. Sự uyển chuyển và nhạy bén này có nghĩa, khi xảy ra một biến cố, quốc gia đó có thể nhanh chóng đáp ứng với những thử thách trước mắt hay không. Biến cố này bao gồm nhiều thử thách, từ môi sinh đến xã hội, bao gồm công nghệ và kiến thức của người dân. Trong hạng mục này, Hoa Kỳ xếp hạng nhất trên thế giới về khả năng uyển chuyển và nhạy bén. Mặc dù Hoa Kỳ lại là một quốc gia có nền chính trị phức tạp, công cành nhất trên thế giới một quốc gia mà có đến 50 quốc gia nhỏ ở bên trong. Thế nhưng chính phủ liên bang vẫn nhạy bén và uyển chuyển để đáp ứng với mọi tình thế xảy ra. Riêng vấn đề đại dịch, Hoa Kỳ vẫn là quốc gia hàng đầu có thuốc chủng nhiều nhất, chích người nhiều nhất cho hơn 300 triệu dân và cũng là quốc gia có số người tử vong vì coronavirus nhiều nhất. Về mặt quyền lực, Hoa Kỳ vẫn được người dân trên khắp thế giới xem là quốc gia quyền lực số một trên thế giới, đứng thứ nhì là Trung Quốc, thứ ba là Nga, cho thấy khả năng về quân sự quan trọng như thế nào đối với tầm ảnh hưởng chính trị và quân sự của một quốc gia lên các quốc gia khác. 10 quốc gia được xếp hạng tốt nhất là nơi để con người sinh sống và phát triển bao gồm theo thứ tự Canada, Nhật, Đức, Thụy Sĩ, Úc, Hoa Kỳ xếp hạng 6, kế đến là Tân Tây Lan, Anh Quốc, Thụy Điển và Hà Lan xếp hạng 10. Điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng năm nay, Tân Tây Lan chỉ có 5 triệu dân, thế nhưng xếp hạng 7 là nơi đáng sống nhất trên thế giới. Cho thấy khả năng lãnh đạo của chính phủ quan trọng như thế nào để giúp cho một quốc gia dù nhỏ cách mấy vẫn đạt được các tiêu chuẩn giúp đời sống người dân luôn tốt đẹp. Nếu tính theo dân số thì Hoa Kỳ đứng hạng 1 là quốc gia đông dân nhất nhưng quyền lực nhất trên thế giới về nhiều mặt. Bảng xếp hạng của hãng tin US News and World Report cho thấy, Hoa Kỳ dù đang trải qua nhiều thử thách, nhất là sau thời gian biến động trong tiến trình bầu cử chưa từng có, đại dịch gây số tử vong cao nhất trên thế giới, tình trạng xã hội nhiễu nhương vì vấn đề kỳ thị chủng tộc, cũng là nơi có số người chết vì súng đạn nhiều nhất trên thế giới. Ấy vậy, Hoa Kỳ vẫn xếp hạng đầu bảng trên thế giới cho thấy, không có quốc gia nào hoàn toàn, mỗi quốc gia đều có thử thách nhưng Hoa Kỳ vẫn là nơi nhiều người tin tưởng mặt xã hội đời sống, bao gồm phát triển tài chính kinh tế vẫn tốt đẹp hơn nhiều quốc gia khác trên toàn thế giới. Hoàng Trọng Thụy tường trình cho đài Little Sài Gòn TV.